Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Và ở video lần này thì họ cũng có khá là nhiều anh em hỏi Khải là về vấn đề hướng dẫn dùm cái video làm cái nhiệm vụ mà lấy 5 điểm tiềm năng cho ạc á. Nó tương đối với một cuốn Võ Lâm Mật Tịch anh em, Võ Lâm Mật Tịch đó anh em. Và với hiện tại server này thì Võ Lâm Mật Tịch server Đại Gia Sơn đây là một server khá là mới của cụm tem Võ Lâm Công Chiến xưa. Thì dao động nó một cuốn từ 3 kim đến 3 kim 5. Thì nó khoảng tầm 200.000 đến 250.000 một cuốn em. Đó. Thì một cuốn đó là nó sẽ cắn được 5 điểm tiềm năng em. Và ở video này thì Khải sẽ hướng dẫn em cách làm nhiệm vụ nhận được 5 điểm tiềm năng. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phi về khu vực Long Môn Trấn. Rồi chúng ta sẽ xuống cái thành NPC bên dưới này. Ở những server trước Khải cũng có làm nhưng mà Khải không có làm video cho anh em xem. Thì bây giờ thì Khải sẽ làm cho anh em xem. Nói chung là nó cũng đơn giản thôi, không gì khó khăn cả. Rồi ok. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ gặp thằng Tôn Nhị Lan. Tôn Nhị Lan ngay vị trí 215-284. Đó anh em thấy chưa? Tôn Nhị Lan nha anh em. Rồi, Tôn Nhị Lan đúng chưa? Rồi tiếp tục là chúng ta kích vô Tôn Nhị Lan đây. Nó đang muốn hỏi dấu chấm, đang nói chuyện với nó anh em. Rồi, chúng ta kích tiếp. Ôi, thì kích tiếp. Rồi, ôi gì đây? Ông đang than ôi gì đó. Rồi đó đúng không, chúng ta nhấp vài lần vô thì khi nào nhấp cũng được nữa thôi. Đó tiếp tục đó. Rồi hai ba lần lúc nào chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực Tôn Gia Tiểu Tẩu Tẩu Tứ đây. Đấy, khóc than đó, vị đại thần này có chuyện gì mà đau buồn thế đó, khóc than tiếp. Nói chung là ngồi khóc khó các kiểu đại điểu luôn anh em. Chúng mình chắc là bị mất con ở nhiệm vụ này là cứu con gái mình hay sao. Con gái mình là tên là Tiểu Nguyên sao, đúng rồi đó. Dạng như là khóc vì mất con gái nên con gái bị cướp gì đó, bị mấy thằng gọi là thịt mấy thằng cướp á anh em, nó bắt rồi. Rồi ok, giờ chúng ta nhắn lại tiếp tục thằng Tôn Nhị Lan. Đó, chuyện gì khiến anh phiền não vậy, vì là tẩu bên cạnh huynh sao khóc thương tâm vậy đó. Rồi hăng hái đi cứu người, chúng ta sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ đó. Đại vương gì giữa thanh thiên bạch nhật lại cướp dân nữ, ta sẽ đi cứu cô ấy. Ok. Rồi sau khi nhận nhiệm vụ xong thì chúng ta sẽ đi đến là cổ Dương Động đó, chạy bộ lên tí. Chung là nhanh thôi, chung là trong vòng 5-10 phút là xong nhiệm vụ cho anh em có một cuốn tại Việt Kinh rồi, 5 điểm rồi. Nói chung nhiệm vụ này nó yêu cầu anh em thì thường những nhiệm vụ thôn hoặc nhiệm vụ này nọ thì những nhiệm vụ ẩn thì nó sẽ yêu cầu nhân vật chúng ta đặt danh vọng khoảng tầm 260 hoặc 240 giờ lên anh em. Khải nghĩ là tầm 240 giờ lên. Đó, cái điểm danh vọng của nhân vật mình 240 trở lên thì mới có thể làm được. Thì tùy server nha anh em, không biết mấy server khác của anh em như thế nào, nhưng server bên server cụm tem và lâm cầm chiến xưa này thì làm được nha anh em. Mỗi server nó mỗi khác. Nói chung thì anh em cứ làm thoải mái đi. Nếu mà làm được thì anh em được thêm 5 điểm tiềm năng cũng như một cuốn tại Việt Kinh thôi. Còn phụ trợ cho ạc thêm mạnh thêm tí thì ok anh em. Còn không được thì thôi. Đó tùy server chứ Khải không dám chắc là server nào cũng có. Đây, chúng ta sẽ chạy xuống cái tọa độ ngay góc này. Khải xét cái tọa độ anh em xem. Đây, chúng ta sẽ chạy xuống tọa độ 206-208, sẽ đánh mấy cái thằng chỗ đây. Nó tên nhân vật gì anh em cùng xuống xem mình tên nhân vật gì. Đây, như góc nhầm anh em. Tọa độ trên này, tọa trên này một chút mới đúng. Sau đây anh em tọa độ 204-206 anh em, góc trên này mới có con hai cái NPC, hai NPC làm nhiệm vụ. Đó là con yêu đao Dược Phương. Đó, xúc. Đánh khi nào mà nó có được cái gì khó trên rương là ok nha anh em. Chắc là Khải quân cầm ok. Đó, nữ hiệp tha mạng, ngày hôm qua giành được tiểu đẹp, sau nàng liều chết không theo, bây giờ còn nhốt ở trong ngục, tối qua tối gì bên trong đây. Đây là cái gì khó, chỉ cần anh hùng bỏ qua cho nhỏ tiểu nhân mạng cho. Ok. Dạ như là thằng vừa rồi nó bị chết rồi, nó đưa chiếc chìa khó rồi, nó kêu là tha chết cho nó nè. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có 4 cái cơ quan. Thì ở tọa độ đầu tiên này á, đây ngay chỗ Khải chỉ đây, rồi chạy bên tay trái một tí nè, là có hai cái cơ quan này, nó thôi 1-2 này đó. Rồi phía dưới này, góc này cũng có 1-2 cơ quan nữa. Thì chúng ta sẽ có 4 cái cơ quan. Thì Khải nghĩ thì cái này thì làm thì Khải nghĩ vào cái độ may mắn của anh em cũng hên xui thôi, cũng không có gì mà lâu đâu. Đây chúng ta chạy đến khu vực này, cơ quan đây là khu cơ quan thứ ba và cơ quan thứ tư cuối cùng nằm trong góc này đó anh em thấy chưa. Và trước khi chúng ta mở cái cơ quan này thì đầu tiên thì đơn giản thôi, nó sẽ xảy ra vài cái trường hợp như là chúng ta có 4 cái đúng không, thì mỗi cái cơ quan này nó đều có là một mở một đóng, một mở một đóng, thì 4 cái nó sẽ một mở một đóng như vậy, tương tự như vậy luôn.
Thì trước mắt thì đỡ Khải test cái, nói chung là hơn thì nó nhanh, còn xuôi thì nó lâu thôi, chứ cũng không có gì khó. Đầu tiên thì Khải sẽ cho nó sẽ làm mở. Đây là cơ quan đầu tiên, Khải sẽ cho nó mở ra, được chưa? Nó thông báo chỗ này là đã mở ra, đúng chưa? Rồi cái cơ quan thứ hai Khải sẽ cho đóng. Đó, đóng đúng chưa? Rồi tiếp tục cơ quan thứ ba Khải sẽ mở lại. Nói chung là nó cũng dạng như là cái kiểu song song tương đối là nó ra thôi nè. Khi nào mà chiếc chìa khóa này mất là thành công thôi. Rồi nãy mở đóng không? Bây giờ chúng ta mở tiếp. Đây là cơ quan thứ ba, mở. Đó, giờ chúng ta đóng. Đó, thất bại, không được. Đó, mở 4 cái mà không được, đúng không? Giờ chúng ta sẽ chạy lên trên mở lại, hoặc là đứng chỗ này cũng được, không cần chạy lên trên đâu. Nãy mở đóng đúng không? Giờ cho Khải sẽ cho ngược cái này lại là cơ quan thứ ba đi, hay cơ quan thứ tư đi. Nãy là mở đóng, giờ chúng ta sẽ là đóng mở. Mở ra giờ đóng không? Giờ chúng ta sẽ mở ngược lại, mở cái cơ quan này ra. Mở này. Đó, mở ngược từ 4. À, cái này đóng. Đó, rồi trên kia lên tiếp bên kia. mở cái thứ 4, đóng cái thứ 3. Giờ mở cái thứ 2. À, không được. Giờ tiếp tục là chỗ này Khải sẽ đóng mở đi. Không, mở đóng đi. Đóng nè. Rồi, dưới này mở. Làm vài lần như lại dạng như là cái cơ quan nó cũng ngáo ngơ là nó cũng thành công thôi nè. Rồi đóng rồi giờ chúng ta mở. Rồi không được. Giờ chúng ta chơi mở. Tiếp tục giữ mở ra. Mở nè. Mở. Rồi lại đóng. Không được nữa thì đóng mở đóng cứ dạy thôi nữa. Vài lần như vậy là được thôi. Mở giờ bên cạnh hai chỗ này đóng đi. Tiếp tục giữ. Đấy. Đấy. Rồi cơ quan đã đóng chưa? Chưa, vẫn chưa được. Giờ nãy là mở đóng, giờ chúng ta sẽ chơi đóng mở nha. Giờ Khải sẽ đầu tiên, Khải sẽ đóng đi. Rồi cái này mở. Đóng đầu tiên, giờ bắt đầu là đóng mở, phía dưới này cũng vậy. Phía này tiếp tục là đóng mở. Đóng, cơ quan, đóng cửa, đó, là mở. À, không được. Giờ đầu mở đóng lại. Tiếp tục mở ra. Đóng. Mở ra giờ đóng đúng không? Giờ đầu mở chỗ này. Đóng. À, vẫn chưa được. Bây giờ thì sẽ mở lại. Đây. Mở ra. Đóng. Mở tắt anh em. Rồi xuống dưới này mở tắt lại lần nữa. Mở. Đấy. Vẫn không được. Dạ, tình hình như thế này nó khó đúng không? Được, Khải chỉ thêm một cách khác. Đây, chúng ta quay lại cái trụ này. Khải sẽ mở. Đó, rồi, đóng. Đóng là tắt. Đó, ok. Xong, đó. Ở từ dưới kia quay lên đây thì mở đóng là được. Nói chung là nó cũng hên xui lắm nè. Mở đóng, mở. Chung là cứ chạy lên, chạy xuống. Đóng, mở. Nói chung là nó logic với nhau. Hên thì nó sớm được, còn không thì thôi chứ cũng không có cái trường hợp nào mà nhanh cả, tại vì nó cũng Khải thấy nó cũng khá là hên xui đó. Nhờ vừa dưới kia Khải vừa đóng mở xong, Khải lên này Khải mở đóng là được đó, chưa xong rồi mất chìa khó là xong anh em. Ok, sau khi mất chìa khó thì chúng ta sẽ trở về với cái thôn của chúng ta nhận nhiệm vụ lúc nãy, là đó là Long Bông Trắng. Mất chìa khó là xong rồi. Vậy báo tin là đã cứu được Tiểu Quyên.
Hãy báo tin với cái ông này. Thật cảm tạ ân nhân, đại ân đại đức này ta sẽ không bao giờ quên. Trong này là linh dược, có một vị sư thiếu lâm đã mang tặng ta, có thể hỗ trợ tiềm năng. Xin đừng từ chối, ok, cảm ơn. Sao mà từ chối được, làm nấy cho mất thời gian bỏ bà ra. Sao từ chối được, đã như vậy ta không từ chối, đúng luôn anh em, chuẩn luôn, chuẩn men luôn. Đó, uống xong linh dược, vận công nửa buổi, cảm thấy tiềm năng tăng được 5 điểm. Quá chất, đó, nó rút mạng xin nó vào lại là xong. Đó, đơn giản thôi. Cứ đóng đóng mở mở đóng rồi đóng đóng mở mở hoặc là mở đóng đóng mở đóng vậy thôi. Rồi sau khi nó rút mạng lại thì khả được 5 điểm tiềm năng. Đó, thấy chưa? Bằng một cuốn còn lắm mà bằng một cuốn tại thì kinh anh em, chắc chưa? Ok, và anh em xem clip này thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like, một chia sẻ, và cũng như anh em nào mà có biết rồi thì cũng ủng hộ Khải một like và có thể bỏ qua nha anh em, không sao. Còn anh em nào chưa biết thì có thể ủng hộ Khải một like, một chia sẻ, và cũng như chia sẻ cái video này cho đến những anh em và Lâm đồng đạo khác cùng chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 2005 này, thì cho những anh em khác còn biết cho vui nha. Và đừng quên ủng hộ Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải và cũng như những video từ kênh của Khải nha anh em. Ok, bye bye anh em, chúc anh em một buổi vui vẻ nha.